Em xin chào tất cả những anh chị yêu Lan trên mọi miền tổ quốc nha. Bình Phước hôm nay là một ngày khá là ẩm mưu anh chị. Tại vì tình hình là nó đang bão rất là lớn luôn. Cho nên nếu như mà anh chị nào mà có mua hàng ở em thì em sẽ xin hẹn lại anh chị và cô chú 1-2 ngày sau. Thư thả sẽ em sẽ gửi hàng cho anh chị cùng chơi nha. Thì hôm nay em đầu clip này em sẽ lên một cái mã này cho anh chị mình cùng sưu tầm. Đây là một cái mã rất là đẹp và rất là đáng chơi. Hiện tại em chỉ còn một hướng để anh chị mình cùng sưu tầm thôi. Cái này em chỉ còn đúng một hướng thôi anh chị nha, cho anh chị mình cùng sưu tầm. Thì cái cây này em sẽ chia sẻ với anh chị mình một cái mã rất là đẹp và rất là đáng chơi. Mã này là mã 436. Cái cây này á thì em chỉ còn đúng một hướng thôi anh chị mình. Một cái cây màu đỏ nhìn rất là ngầu và rất là ma mị luôn. Màu đỏ này hiện tại em chỉ còn đúng một hướng. Tại vì nói thật ra mà nói là trong chậu này là còn hai hướng, nhưng mà của khách em chốt hết một hướng rồi, cho nên là em còn đúng một hướng để chia sẻ cho anh chị mình cùng chơi. Em sẽ chia sẻ hướng như thế này anh chị. Thực chất ra mà nói á, cái hướng hai hướng bên này là của khách em rồi. Nếu như mà anh chị mình lấy thì em sẽ cắt hai cái hướng hai lá này của khách em ra và em sẽ trồng lại cho khách em. Còn hai lá bên này là hai lá bên này là bên đây là sẽ dính một nhát cắt nha anh chị. Cái này cũng như hướng giữa thôi. Và bên đây có một mầm như thế này. Ở đây mắt ngủ vẫn còn ngon lành và ok nha. Mắt ngủ nó vẫn còn ngon lành và ok luôn anh chị mình. Coi như là này là hướng giữa, nó sẽ bị dính một nhát cắt. Hai lá màu đỏ này mã 436. Anh chị nào yêu thích thì alo cho em sẽ báo giá. Có nghĩa của mình là mình chốt thì hướng này, hai lá này sẽ là của mình. Còn hai lá bên này thì hiện tại em đã bán cho khách rồi nha. Nếu như mà anh chị nào yêu thích thì alo em. Cây này là một cái cây bông rất là to. Mã 436 này là một cái cây bông rất là to luôn anh chị. Và nó là một cái màu đỏ cực kỳ gắt luôn. Cây này là một cái màu đỏ sẫm cực kỳ gắt và cực kỳ đáng chơi. Nếu như mà anh chị mình lỡ mà lướt qua cái kênh YouTube của em, mình thấy yêu thích mặt bông này thì mình alo liền cho em sẽ báo giá cho anh chị nha. Hướng này thì nó sẽ tầm hơn 1 triệu đó anh chị. Cái hướng này nó sẽ tầm hơn 1 triệu, em báo nhiêu đó, báo giá nhiêu đó. Nếu như mà anh chị mình cần biết giá cụ thể hơn thì mình có thể alo cho em qua cái số điện thoại 0989 214 119 hoặc là anh chị có thể nhắn tin qua Zalo cho em nha. Nếu như mà anh chị nào đã có Zalo thì mình có thể nhắn tin qua Zalo cho em. Đặc biệt, em xin nhấn mạnh ở cái video hôm nay em sẽ lên 2 đến 3 những mặt bông rất là xuất sắc. Anh chị mình mà có thích thì alo liền cho em. Tại vì những cái mặt hàng này thực sự mà nói là rất là khan hiếm luôn. Bây giờ mà em có đi săn những cái vườn khác thì cũng rất là khó anh chị. Hiện tại bây giờ thì những cô chú và anh chị yêu Lan á, nói chung là cái niềm yêu Lan cách lây gian nó rất là lớn. Cho nên là mọi người chơi rất là nhiều và rất là mạnh. Không phải chơi để buôn bán đâu anh chị. Cái đó là những cô chú anh chị chơi để chỉ vì đam mê thôi đó. Chơi chỉ vì đam mê cho nên là người ta mới chơi mạnh như vậy. Thì cái mặt bông này em đúng một hướng duy nhất chia sẻ cho anh chị mình thôi là hướng hai lá như thế này. Anh chị nào lấy thì em sẽ cắt hai lá này ra và em để hai lá y trong chậu này cho mình, em gửi cho mình nha. Tiếp theo, đây, bông từ 16 tới 18 xăng anh chị, rất là đẹp. Và cây này là một cái dòng cây mà không có mắt, cực kỳ đẹp và cực kỳ xuất sắc luôn. Mình nhanh tay thì mình sẽ được và mình chậm tay là mình hết nha anh chị. Mặt bông đó là em có thể nói là không bao giờ anh chị tìm được một cái cây đẹp như thế này đâu, rất là đẹp. Tiếp theo em sẽ lên một cái siêu phẩm thứ hai. Đây là một cái siêu phẩm thứ hai anh chị. Cái siêu phẩm này thì anh chị có thể tham khảo nó. Thật sự mà nói là quá đỉnh luôn anh chị, quá xuất sắc luôn. Cây này thì mắt nó khá to và con mắt này nó sẽ nối liền với con mắt kia và cánh chồng rất là sâu. Đây là một cái mã hắc lai tướng, hoặc có những anh chị cô chú sẽ gọi cây này là cái cây ba màu. Trên là cây ba màu, rất là đẹp và rất là đáng chơi. Anh chị nào thích sưu tầm cái mã này thì alo cho em. Thì hôm nay em chỉ tầm được đúng một hướng, em chỉ tách ra được đúng một hướng như thế này cho mình cùng chơi thôi. Đúng một hướng như thế này. Cái này cũng là hướng đầu anh chị, nhưng mà cái này nó dính một nhát cắt rồi. Cái này nó cũng bị dính một nhát cắt nha. Một hướng như thế này. Dòng này là thân lá khá là mảnh. Anh chị có thể xem lá trong hoa mẫu thì nó cũng như cái lá này thôi. Thân lá nó rất là mảnh luôn anh chị mình. Cây này thân lá cực kỳ mảnh và cực kỳ đáng chơi luôn á. Nè, bộ rễ của nó rất là khỏe luôn. Đây, tí nữa em sẽ vô chậu. Còn khi nào anh chị cần thì cứ liên lạc cho em, em sẽ chia sẻ cho anh chị mình cùng tham khảo. Thì cái này, những cái mặt hai mặt bông ở cái đầu video này em lên rất là đẹp luôn. Thật sự mà nói là nó rất là đẹp. Nếu mà mình bỏ qua thì rất là tiếc luôn anh chị. Tiếc lắm.
hai cái cây này mà mình bỏ qua thì cực kỳ tiếc luôn. Cây này em xin chia sẻ với anh chị nhìn một hướng như đó, thì cây này là mặt bông giá là khá là cao cho nên em không sẽ không báo giá trên đây. Anh chị nào cần alo liền cho em sẽ báo giá cho anh chị mình cùng chơi. Cây này thì giá khá cao nha anh chị, rất là đẹp và rất là đáng chơi luôn đó, anh chị thấy không? Đó, em thu nhỏ lại để mất công anh chị kêu zoom to ra đó, thu nhỏ nó lại tí xíu. Cây này cực kỳ đẹp luôn đó. Anh chị nào yêu thích mặt bông này thì alo liền cho em nha, quá xuất sắc, cây này quá xuất sắc luôn anh chị. Đây, đúng cây này nếu như mà những anh chị và cô chú khác gọi cây ba màu thì cũng hợp lý, mà có những cô chị anh chú lại gọi nó là hắc lai tướng thì cũng hợp lý, tại vì cây này nó có ba màu thiệt, cây này nó có ba màu thiệt luôn, nó rất là đẹp và rất là đáng chơi. Đúng một hướng thôi anh chị mình, chứ gọi mà dư giả nhiều thì chắc em sẽ không có. Tiếp theo, cái cây này mà mình bỏ qua thì tiếc lắm, em còn đúng một hướng thôi. Anh chị nào nhanh tay sở hữu thì alo liền cho em nha. Đó, tiếp theo em sẽ lên một cái cây này nữa cho anh chị mình cùng chơi. Một cái dòng này nữa. Đây là một cái cây dòng 40. Cây này là 40 Lê Thị Riên. Thì cái cây này thì mình không phải bàn cãi tới mức độ của nó rồi anh chị. Nó có tiếng xưa nay rồi. Cây này là có tiếng xưa nay rồi. Rất là đẹp và rất là được lòng người chơi. Đó, rất là được lòng người chơi. Cho nên anh chị nào cần cái cây 40 Lê Thị Riên này thì em có hướng hai lá chia sẻ cho anh chị mình. Hai lá. Em có hướng hai lá đầu này thôi. Ưu tiên cắt lá to cho anh chị mình. Hướng hai lá đầu này em chia sẻ giá trên đây là 1 triệu. Anh chị nào yêu thích 40 Lê Thị Riên thì alo liền cho em nha. Hai lá là 1 triệu. Mặt bông 40 Lê Thị Riên nè anh chị mình. Chưa nắng mà em đứng em làm video cho anh chị cùng xem luôn á. Tranh thủ, tại vì nó nắng lên được tí xíu là nó mưa à. Cứ nó cứ nắng lên được tí xíu là nó mưa rồi anh chị. Anh chị nào yêu thích cái cây 40 Lê Thị Riên này thì alo liền cho em nha. Đây cũng là 40 Lê Thị Riên luôn anh chị mình. Mặt bông rất là đẹp và rất là ma mị luôn. À, rất là đẹp và rất là tươi luôn. Đây. Rất là đẹp và cực kỳ tươi. Hả? 40 Lê Thị Riên luôn, cũng là nó luôn anh chị. Hai lá 1 triệu, 40 Lê Thị Riên thì em sẽ báo giá trực tiếp, hai lá sẽ là 1 triệu. Đó, anh chị nào yêu thích những cái dòng 40, em nghĩ cái dòng 40 thì mình nên chơi rồi anh chị. Tại vì 40, dòng 40 đa số cây nào nở cũng đẹp hết trơn. 10 cây nở đẹp 10 cây. Hứa với anh chị một điều rằng là 40 Lê Thị Riêng là 10 cây nở đẹp 10 cây luôn. Còn anh chị nào mà không thích lấy một này, mình thích lấy cỡ chậu thì mình alo liền cho em sẽ báo giá cả chậu cho anh chị mình cùng chơi nha. Rất là đẹp và rất là đáng chơi luôn. Cái dòng này cực kỳ đẹp. Hoa nở rất là đẹp anh chị, chục lần là nở khuôn đẹp y như chục lần luôn. Đây. Đây nữa nè. Cái này là 40 Vũng Tàu anh chị. 40 Vũng Tàu này thì em chia hướng, hướng hai lá tầm 1 triệu rưỡi á. Anh chị nào cần tham khảo 40 Vũng Tàu thì alo liền cho em nha. Hướng hai lá 1 triệu rưỡi. Em báo giá vậy thôi anh chị, nhưng mà thực chất hôm nay em chỉ lên ba cái cây đầu để em chia sẻ thôi. Cái này là khoe với anh chị mình thôi chứ đang có mèo em cũng chưa muốn hiểu luôn chị. Nó đang có mèo. Thôi, em làm cái clip này tới đây, nếu như mà anh chị nào yêu thích một trong những cái mặt hoa này hôm nay thì anh chị cứ alo cho em sẽ chia sẻ cho mọi người cùng chơi với cái giá mềm nhất có thể. Bye bye mọi người nha. Em chúc mọi người có một buổi trưa thật là vui vẻ và hạnh phúc. Và bây giờ em sẽ đi trồng cây đây. Bye bye mọi người nè.